Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên triển khai 12 kỹ thuật hiện đại theo đề án bệnh viện vệ tinh. Thời tiết ra mùa, nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi. Đẩy mạnh đề án chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Thu hồi lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ganodo. Xử phạt một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng tại Hưng Yên. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điều cần lưu ý về polyp đại tràng. Mục cẩm nang y học là bài thuốc đông y điều trị bệnh suy thận ở giai đoạn khởi phát. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, bất cập bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, từ năm 2017 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã triển khai 12 kỹ thuật mới, hiện đại, được chuyển giao từ các bệnh viện trung ương theo đề án bệnh viện vệ tinh như Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai. Thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh từ năm 2017 đến nay, bệnh viện đã được Bệnh viện Phụ sản Trung ương chuyển giao 3 kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản khoa và đã áp dụng thành công, mang lại nhiều niềm vui cho người dân như kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI triển khai từ tháng 1 năm 2017, góp phần đem lại niềm vui cho 160 cặp vợ chồng hiếm muộn. Mới đây là kỹ thuật chọc ối được bệnh viện triển khai từ tháng 7 năm 2018, thực hiện đối với thai phụ có nguy cơ cao bất thường về di truyền nhằm phát hiện các trường hợp bệnh do rối loạn di truyền nhiễm sắc thể ở thai nhi. Bên cạnh lĩnh vực sản khoa, chăm sóc nhi cũng được Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển giao các kỹ thuật mới như kỹ thuật triển khai tách dính ngón, triển khai các sẹo bỏng có vá da, giãn tĩnh mạch thường tinh. Ngoài ra, bệnh viện còn triển khai các xét nghiệm hiện đại như định lượng protein niệu, định lượng phenytin, định lượng sắt huyết thanh, định lượng thin press, định lượng vitamin D. Thời tiết ra mùa, số bệnh nhân mắc các bệnh về phổi tăng mạnh, đa số là người cao tuổi. Tại Bệnh viện Phổi tỉnh, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú trong tháng 10 ở mức 160 bệnh nhân trên ngày, tăng hơn 10% so với thời điểm trước. Đáng chú ý, nhiều người bệnh nhập viện trong tình trạng cấp cứu với các biểu hiện cấp như ho nhiều, đau tức ngực và khó thở. Các bệnh người dân hay mắc thời điểm này là viêm phổi, lao phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là xuất hiện tình trạng biến chứng phổi tắc nghẽn mãn tính khiến người bệnh bị tràn khí màng phổi. Các bác sĩ khuyến cáo, thời điểm tháng 10 và tháng 11 là lúc giao mùa, người dân rất dễ mắc bệnh về phổi, đặc biệt là những người có sức đề kháng kém. Để chủ động phòng bệnh, người mắc bệnh mãn tính cần chủ động theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Người dân cần giữ ấm cơ thể, tránh thức khuya dậy sớm, nên vận động trước khi ra khỏi giường. Trong chế độ dinh dưỡng, cần uống đủ nước, tăng cường ăn trái cây. Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình của 10 huyện, thành phố vừa phối hợp với Hội Người Cao Tuổi tại 20 xã phường thành lập các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số. Các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt ít nhất mỗi quý một lần nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tự chăm sóc sức khỏe bản thân, cải thiện sức khỏe, thể chất, tinh thần của người cao tuổi. 100% các thành viên có thẻ bảo hiểm y tế, được tổ chức khám sức khỏe ít nhất 2 lần trên năm, được cung cấp các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phát huy vai trò trong việc tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tại địa phương. Mỗi huyện, thành phố hiện đã thành lập được 2 câu lạc bộ. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng ở tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ganodo do không đảm bảo an toàn. Căn cứ vào kết quả của biên bản kiểm tra và lấy mẫu số 01BB692 ngày 26 tháng 9 do đoàn kiểm tra thực hiện và phiếu kiểm nghiệm số 2017PKNVDD ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Viện Dinh dưỡng, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế ra quyết định thu hồi lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ganodo số lô 010818 ngày sản xuất 11 tháng 8 năm 2018, hạn sử dụng đến ngày 10 tháng 8 năm 2021 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Senudo Việt Nam, địa chỉ tại số 6 ngõ 250/50/7 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội kinh doanh do vi phạm về chất lượng, kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu Diệp Hạ Châu không đạt mức công bố.
Vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã kiểm tra và xử phạt 7,5 triệu đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Tùng Lộc 2 đóng tại thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Lý do, công ty này đã sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm Tỳ Vương, số lô 080718, ngày sản xuất 17 tháng 7 năm 2018, hạn sử dụng ngày 16 tháng 7 năm 2021, không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tâm Tỳ Vương là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ bổ khí huyết, cải thiện hệ tiêu hóa, giúp bồi bổ cơ thể, hạn chế mệt mỏi. Thưa quý vị và các bạn, polyp đại trực tràng là bệnh thường gặp. Tuổi càng lớn, nguy cơ mắc polyp đại trực tràng càng nhiều. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng, khả năng ung thư hóa cao. Trong chương trình hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Trần Công Khanh, trưởng khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về bệnh polyp đại tràng và cách phòng bệnh tốt nhất. Xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn như thế nào là bệnh polyp đại trực tràng ạ? Polyp là một cái khối u nó lồi vào trong lòng của đại trực tràng do cái sự phát triển quá mức của cái lớp niêm mạc của đại tràng. Polyp đại trực tràng là một cái bệnh thường kỳ, nó xuất hiện từ coi như trẻ cho đến người lớn tuổi. Và Việt Nam thì có cái tỷ lệ đó chiếm là tầm khoảng 10 đến 16,2% với những người đến nội soi. Và polyp là cái nguyên nhân chính dẫn đến ung thư đại trực tràng, một trong những cái ung thư mà có thể nói rằng là cái tỷ lệ tử vong chỉ đứng sau ung thư phổi của nam giới và ung thư vú của nữ giới. Vậy bệnh polyp đại trực tràng thì có những cái biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ ạ? Về những cái biểu hiện của polyp thì thường là nó không có biểu hiện gì cả trong một thời gian rất dài, 10 năm có khi 20 năm. Thế và triệu chứng này hết sức nghèo nàn, chính vì như thế cho nên dân chúng ta thế là rất chủ quan với bệnh polyp, một trong những nguyên nhân mà dẫn đến ung thư của đại trực tràng. Thế thì nếu như khi nó có cái triệu chứng thì lúc bấy giờ thường là đã muộn. Thế triệu chứng của polyp thì thường với trẻ con, trẻ em ở dưới 5 tuổi thì đa số là đi ngoài ra máu. Thế còn người lớn thì đi ngoài phân lẫn máu. Thế đến khi mà coi như polyp lớn rồi thì lúc bấy giờ bắt đầu có một loạt các biến đổi về cái hiện tượng bài xuất của phân, như là táo này, như là lỏng này, thế rồi dịch chảy kéo dài, rối loạn coi như là cái đại tiện. Thế cái đó là cái chúng ta cần chú ý. Thế hoặc là có một cái hội chứng lị, đó là đau quặn bụng, mót dạ, đi ngoài phân có nhầy, có máu và có mũi. Thế còn khi coi có biến chứng thì nó sẽ xuất hiện coi như là của cái hội chứng coi tắc ruột và bắn tắc ruột. Vậy nguyên nhân nào gây ra bệnh polyp đại trực tràng ạ? Rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà trước hết là tôi xin kể đến một số những yếu tố nguy cơ. Trước hết là cái thực phẩm. Đấy, cái thực phẩm hay chúng ta gọi là đồ ăn ấy, thì cái đồ ăn nhanh một trong những nguyên nhân. Vì trong đồ ăn nhanh của chúng ta là thường rán, thường chiên, thường hun khói. Thế cho nên tỷ lệ có đạm rất nhiều. Thế mà với polyp thì nó xuất phát từ ăn nhiều coi như đạm, ăn nhiều mỡ động vật. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thức ăn của chúng ta là thức ăn coi như hiện tại, thức ăn coi như là có một số các hóa chất. Thì chính cái hóa chất đó là một trong những nguyên nhân nguy cơ rất cao dẫn tới coi như là cái polyp. Thứ ba nữa là cái chế độ ăn của chúng ta mà không nhiều coi như chất xơ. Ví dụ chúng ta không ăn nhiều hoa quả, chúng ta không ăn nhiều rau tươi, thì cái đó là nguyên nhân dẫn đến táo bón, mà táo bón hoặc là táo lỏng xen kẽ một trong những nguyên nhân dẫn đến polyp. Thứ hai nữa là đồ uống. Đồ uống thì tất cả những đồ mà có cồn, đồ uống có ga, nó sẽ kích thích cái niêm mạc của đại tràng và nó tạo sinh ra một số các chất khí. Chính những cái chất khí đó là những cái nguồn kích thích để cho tăng sản của quá trình coi như là phát triển cái khối u. Và cái đặc biệt là cái yếu tố di truyền. Cái ví dụ như là polyp thì do cái hiện tượng đứt đoạn của gen số 5. Thế cho nên dẫn tới hiện tượng coi như là có khi một gia đình có từ 3 đến 5 người có hàng ngàn cái polyp nằm trong cái lòng của đại trực tràng. Thì những bệnh nhân như thế thì chúng tôi phải tầm soát rất kỹ càng với con, với cháu và với toàn thể coi như là những người có máu, dòng máu liên quan đến nhau. Xin bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để cho quý vị và các bạn có thể phòng tránh được căn bệnh này ạ. Trước hết là chúng ta phải có một cái lối sống lành mạnh. Đó là chúng ta phải ăn nhiều hoa quả tươi này, ăn nhiều rau này, uống coi như nhiều nước này,
để coi như tránh táo bón, tránh cái hiện tượng sinh khí trong coi như là lòng ruột. Đấy, cái thứ hai nữa, cái đồ uống của chúng ta, rượu và bia, nước có ga là chúng ta cũng nên hạn chế. Chúng ta hạn chế ăn những cái chất mà coi có nguy cơ cao, ví dụ như mỡ động vật hoặc là coi như là thịt của động vật, chúng ta cũng nên hạn chế. Điều thứ hai nữa là với coi những bệnh nhân, với những người coi như từ trên 30 tuổi trở lên thì cũng khuyến cáo là nên phải tầm soát coi như là polyp sớm. Và trong những giai đoạn đó thì polyp hay còn nhỏ, đường kính khoảng 1 đến 1,5 cm thì chúng tôi có thể cắt qua nội soi. Như thế là chúng ta có thể điều trị tiệt căn được coi cái polyp. Thế thì với bệnh nhân như vậy thì chúng ta nên khuyến cáo là bệnh nhân nên khám định kỳ hàng năm. Và một cái điều thứ ba nữa là cũng khuyến cáo với tất cả những bệnh nhân mà gia đình đã có người ung thư, ví dụ như là có tiền sử polyp này, có ung thư đại trực tràng này, có ung thư gan này, thì tất cả những người nhà trong người nhà bệnh nhân đó nên coi như là tầm soát sớm để coi phát hiện ra polyp và điều trị kịp thời. Vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ. Cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, thận là một bộ phận trong hệ bài tiết rất quan trọng đối với cơ thể con người. Thận giúp lọc máu, bài tiết các chất bẩn, độc hại, nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi thận suy sẽ kéo theo hàng loạt các vấn đề rắc rối. Vì vậy, việc phát hiện và điều trị bệnh sớm là điều rất quan trọng. Trong chương trình hôm nay, lương y Nguyễn Hùng Tuấn, hội viên Hội Đông y huyện Kim Động sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc điều trị suy thận khi bệnh mới ở giai đoạn khởi phát mang lại hiệu quả tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với lại quý vị và các bạn bài thuốc chữa suy thận. Đấy, về các vị thuốc thì có vị thứ nhất kim liệt thảo. Kim liệt thảo thực ra là trong cái tác dụng về bệnh thận ấy thì nó rất tốt về bệnh thận, nó tính vị quy kinh của nó thì nó là vị đắng, mát và tính bình. Thế thường thường nó vào các can, vào tâm, can, thận, bằng quang. Đấy, ngoài ra cái kim liệt thảo này nó còn có một cái tác dụng nữa là cũng thông lâm và lợi tiểu. Đấy, vị thứ hai là diệp hạ châu. Diệp hạ châu thì nó rất là nhiều tác dụng. Cái thứ nhất là cũng lợi tiểu, mát gan và rất tốt cho thận. Vị thứ ba là vị cối xay. Cái này thực ra là nó còn ngoài cái chức năng nó tốt cho thận về lợi tiểu. Đấy. Và nó có cái tác dụng rất là tốt cho cái đường tiết liệu. Còn vị thứ tư là tôi cũng xin đề cập, đây là tầm gửi của cây gạo. Thế nhưng mà cái vị này rất là tốt cho là thận. Vị thứ năm là đây là hạt của quả chuối hột. Thì nó rất tốt cho là thận và nó cũng có tác dụng lợi liệu và cũng thông lâm. Còn cái vị thứ sáu tức là đỗ trọng, rất là bổ này, mát này, rồi là thanh nhiệt giải độc và tốt cho gân cơ. Còn liều lượng thì tất nhiên là cái liều lượng phải theo đúng cái chỉ định, tất cả ta bỏ vào. Thế trước khi mà ta mang đun thì ta rửa sạch đi và cho vào son. Son thì thường thường theo cách thuốc đun thuốc lam á, thì gia truyền thường thường á, ta cứ đổ nước đầu ta đổ 3 bát, ta lấy 1 bát. Thế xong bắt đầu nước thứ hai ta đổ 3 bát, ta lấy 2 bát và ta trộn vào. Ta uống 2 ngày một thang. Đối với những người suy thận này thì cái thứ nhất về cái chế độ ăn. Về chế độ ăn ấy, là phải ăn nhạt đi một chút. Thế còn thường thường á, là mình kiêng trứng mỡ, chất tay. Và đặc biệt là khi uống thuốc lam ấy, là các bạn phải lưu ý một điều là riêng rau muống và đỗ xanh, cháo đỗ xanh hoặc bột đỗ xanh là tuyệt đối không được ăn. Tại vì những cái vị này thực ra nó không độc hại gì cả, nhưng mà khi mà ta ăn những cái thứ đó vào mà ta uống thuốc vào thì nó giải hết thuốc, thuốc không có tác dụng. Đối với những bệnh nhân tức là giai đoạn đầu của suy thận thì ta nên dùng cái bài thuốc này. Thế còn khi mà đã tiến triển mạnh hơn sang cấp độ 3 thì tốt nhất là đến những cái bệnh viện, cái cơ sở y tế để can thiệp. Trạm y tế xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào
là một trong 5 trạm y tế xã của tỉnh Hưng Yên vẫn duy trì khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại đây đang gặp nhiều vấn đề bất cập. Phản ánh sau tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào. Bà Phạm Thị Đất, 58 tuổi, một bệnh nhân bị huyết áp và tim mạch từ nhiều năm nay. Bà phải dùng thuốc thường xuyên. Trước đây, mỗi tháng, bà Đất đều phải nhờ con gái trở lên trung tâm y tế huyện Mỹ Hào để khám và lấy thuốc bảo hiểm. Song 2 năm trở lại đây, bảo hiểm của bà được sử dụng ngay tại trạm y tế xã, chỉ cách có đoạn đường ngắn. Hàng tháng thì tôi vẫn đi khám. Thế nhưng mà cái việc đi lại khám thì thực tế là nó rất là không được thuận tiện, vì là tôi có một mình, bản thân tôi thì yếu, mà hoàn cảnh thì không có người đưa đi, thì có đi thì em nó lại phải nghỉ việc để nó đưa tôi đi. Thế đâm ra là tôi mong rằng là các bác sẽ có điều kiện về trạm này để khám cho chúng tôi cho nó được thuận tiện. Tháng thì phát thuốc thì đầy đủ, tháng thì thiếu. Thì tôi ra chỗ người ta bán thuốc, tôi mua mấy viên, thế là cho nó đủ được hết tháng. Còn đây là trường hợp của cụ Phạm Thị Gái. Năm nay cụ đã 90 tuổi, lại bị bệnh mãn tính nên khó khăn trong việc đi lại, nhà lại neo người. Nhờ có được khám bảo hiểm tại trạm y tế ngay gần nhà nên cũng tạo thuận lợi cho cụ rất nhiều, mặc dù thuốc cấp hàng tháng vẫn không đủ. Lấy ở trạm xá mình mà trước thì được chỉ thiếu độ 10 ngày thôi, thì là các bác sĩ lại bảo ra ngoài lấy, thì là em lấy thêm cho bà em như thế. Trạm y tế xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào hiện nay mỗi tháng có khoảng từ 30 đến 40 bệnh nhân đến khám và lĩnh thuốc bảo hiểm y tế tại trạm. Tuy nhiên, do lượng thuốc không nhiều, chỉ khống chế khoảng 3 triệu cho một tháng. Đây là lý do mà thuốc chỉ dành ưu tiên cho những đối tượng già yếu, còn một số bệnh nhân như bà Đất phải tự mua thêm thuốc bên ngoài. Nói chung là cái lượng bệnh nhân đến với chúng tôi thì hầu như là những cái đối tượng tàn tật và người già. Cái thuốc thì khám cấp cho chúng tôi thì thực ra là không đầy đủ, mà nó cũng chỉ có mấy cái danh mục cấp chính, ví dụ như là bệnh cao huyết áp chẳng hạn hay viêm họng thế thôi, chứ còn chúng tôi cũng không, các bệnh khác không lan giải, bởi vì như là nếu mà cấp vào những cái bệnh khác lan giải ra thì có khi chúng tôi lại bị xuất toán đấy. Cũng có cái thuốc cũng chúng tôi cũng lĩnh ở trung tâm về thôi, nhưng mà lại đến cuối quý khám lại bị xuất toán, nên chúng tôi cũng không hiểu xuất toán là nguyên nhân gì mà lại xuất toán cái ý. Thế thì chúng tôi cũng thấy nó nhiều cái khi là khám cái bảo hiểm thì nó cũng có rất là những cái bất cập. Người dân thì rất là mong muốn là được khám bảo hiểm tại cơ sở, bởi vì người ta không phải đi xa, vì hầu như là bây giờ thì cái lượng mà tham gia bảo hiểm y tế là tới 85% rồi. Thế mà cái đối tượng già cả đấy, người tàn tật thì người ta muốn là khám tại xã thì hàng tháng là người ta có được khám bệnh đấy, được và được cấp thuốc. Thế nhưng mà vì cái số lượng cấp không đủ, thành ra là chúng tôi cũng rất là hạn chế. Từ thực tế này, nhiều giải pháp cải thiện tình hình như không quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho trạm y tế tối đa bằng 20% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú như hiện nay. Thay vào đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán chi phí cho trạm y tế dựa trên chi phí thực tế do ứng dụng dịch vụ kỹ thuật mới, thuốc mới, chức năng nhiệm vụ mới, kể cả chi phí điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, chi trả chi phí thuốc điều trị HIV, lao, v.v. Tuy nhiên, đấy là trong tương lai, còn hiện tại cũng nhìn nhận chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở vẫn là vấn đề phải suy nghĩ. Bởi y tế cơ sở là người gác cổng trong hệ thống y tế, giúp người dân giảm chi từ tiền túi, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.